sư Chu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 10 2018 và cho phép xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả gia đình mình. Có một buổi ngày mới làm việc hiệu quả, ý nghĩa và tràn ngập niềm vui ạ. Ngày hôm nay thì gia đình em có rất là nhiều hàng thuần để em giao lưu với cả nhà. Tuy nhiên rằng là vì là trời mưa nên là ngày mai chắc chắn là những cái đơn cô chú anh chị đặt hàng thuần ngày hôm nay thì em sẽ gửi vào ngày mai, còn ngày hôm qua em đã giao lưu với mọi người thì em sẽ gửi ngày hôm nay ạ, bởi vì là trời mưa nó rất là nặng nên là em sẽ để ráo và em mới gửi cho cả nhà. Và cả nhà mua hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại là 0965 495 087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848 626 228 ạ. Và bây giờ thì em sẽ giao lưu và giới thiệu đến mọi người về những cái hàng thuần của gia đình em ngày hôm nay ạ. Bởi vì là trên chỗ Cao Bằng của em thì dân người ta đang gặt ạ, đang vào mùa gặt và đang cũng trời mưa nên là em cũng không có hàng kg để em bán nhiều. Nên là em sẽ xuất vườn của em một số vài giò để em giao lưu với cả nhà với giá rẻ nhá. Đầu tiên đây đấy chính là hoàng phi hạt ạ. Hoàng phi hạt em có cả hàng kg này với cả hàng thuần luôn ạ. Đó. Chậu đây là chậu số 1 này. Đây chậu số 1 em bán 300.000 ạ. Đây là chậu số 1 này. Hoàng thảo xoắn hoa rất là xinh luôn. Hoàng phi hạc hoa rất là xinh luôn đấy ạ. Ba chậu này đều là hoàng phi hạc hết này. Đó, 300.000 một chậu này, chậu số 1 này. Chậu số 2 em cũng bán là 300.000 ạ. Đó, cũng rất là xinh đúng không ạ? 300.000 chậu số 2 này. Chậu số 3 thì nó to hơn và cái thân của nó nhiều hơn một chút và nó cũng dài hơn này. Đó, thì em bán 350.000 thôi. Hơn nhau có 50.000 nhưng mà nó cũng hơn nhau về giò lan mà. Và bây giờ thì em sẽ lại giao lưu với mọi người, đây chính là hoa màu vàng, đây chính là kiều vàng đấy ạ. Đối với kiều vàng chậu số 1 em bán 500.000 đấy ạ. Cái này thì không dưới 10 thân đâu nhá, có khá là nhiều thân đấy ạ. Đấy, rất là nhiều thân luôn. Đó. Và khi mà chúng ta trồng thì đến cuối năm thì kiểu gì những cái thân nó cũng sẽ dài khoảng tầm 40-50cm đấy ạ. Đấy, rất là dài luôn và sang năm kiểu gì cũng sẽ có hoa nhá. Và chậu số 2 này em bán 550.000 đây. Chậu này thì nó to hơn và nó cũng thân của nó dài hơn này. Đó. 550.000 là chậu số 2 này đây ạ. Em quay nhanh để cho cô chú anh chị cùng xem đây. Đây là chậu số 2 kiều vàng này. Đây là chậu số 1 kiều vàng đây ạ. Đó. Và tiếp theo là chậu số 3 này em bán 650.000 đây. Về chậu 650.000 đây cả nhà con nhìn thấy đây có những cái mầm ở dưới này nữa này đây ạ. Đó. Đó, để em sẽ quay cho mọi người xem một vòng nhá. Đây ạ. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Và những cái thân già này cả nhà lưu ý là khi mà chúng ta trồng lan ấy thì chúng ta cứ để như này. Bởi vì là những cái thân như này thì nó vẫn còn tươi như này thì nó sẽ cung cấp cho dinh dưỡng cho những cái thân tơ như thế này. Đó, rất là tốt luôn. Và bây giờ nó thắt ngọn này. Nó đã thắt ngọn rồi. Chậu số 4 em bán 600.000 này. Chậu này em bán 600.000. Đó. Đây là ba cái chậu này thì em trồng vào giớn, còn cái này em trồng vào chậu nhưng mà vẫn trồng với giớn nhá. Rất là xinh đúng không ạ? Về kiều vàng thì có 4 chậu từ 500 cho đến 650 thôi. Đó. Và đây là hoa nở vào từ tháng 2 cho đến tháng 4 nhá cả nhà nhá. Tùy vào thời tiết của chúng ta thì nó sẽ nở vào khoảng thời gian đó ạ. Và kiểu gì năm sau cũng sẽ ra hoa và cái dòng này thì nhà em đã thuần hơn 1 năm rồi. Và đây là em dành cho các bạn muốn dùng để chơi. Đây là gồm có kiều vàng và kiều hồng, nó lẫn lộn với nhau đấy ạ. Đấy, kiều hồng, còn đây là kiều vàng đấy ạ. Một chậu tích hợp hai loài lan. Đấy, cái chậu này em bán 350.000, dành cho cô chú anh chị nào yêu thích muốn chơi tích hợp hai loại luôn, kiều hồng và kiều vàng rất là xinh này. Và chậu bên này là chậu kiều hồng em bán 400.000 đấy ạ. Đó, chậu này là chậu kiều hồng 400.000 đây. Đây là chậu số 2, chậu đây, chậu kiều hồng nhá, kiều hồng. Còn kiều vàng với kiều hồng là 350.000 thôi. Đây ạ. Đó. Nói chung là rất là nhiều thân luôn. Chắc chắn là trên 15 thân rồi. Và tiếp theo là một cái dòng dáng hương đuôi cáo, hoa nở từ tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch và màu tím trắng rất là xinh ạ. Và cái dòng này thì gia đình em cũng mới ghép được khoảng hơn 1 năm thôi và mọi người có thể nhìn thấy bộ rễ của nó rất là sung đấy ạ. Đó, rất là sung và phát triển rất là mạnh và gia đình em trồng hoàn toàn là tưới bằng nước thôi ạ. Bằng nước bình thường thôi nhá. Đây ạ. Một cái cây này thì gồm có đây, có thêm một cái cây bé này. Có 3 cây này. Đó. 3 cây lá xếp rất là xinh luôn đây. Cả nhà con nhìn thấy này. Cây 3 cây cây này thì chậu số 1 này thì em bán chỉ 600.000 thôi. Hôm nay giao lưu vẫn rất là rẻ với cả nhà luôn đấy ạ.
Đó. Và tiếp theo là chậu số 2 này. Đây là chậu số 2 về nó có là 1 cây, 2 cây, 3 cây. 4 cây ở bên trong, một cây bé đây nữa này. Nhà em bán 750. Mà cái cây này thì có một cái cây rất là to luôn đây. Đây ạ. Đó, rất là to luôn rồi, em bán 750 này. Chậu số 2 này. Chậu số 3, chậu này thì rất là nhiều thân luôn. Đây 600 đây. 1 thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân. Em bán là 600.000 đây. Đây ạ, em quay cho mọi người xem một vòng này. Đó. Và đây là chậu số 4 gồm có 3 cây là 550 đây. Chậu số 5 là 550.000 này. Hàng có khá là nhiều cây là đây ghép vào gỗ này. Đây. 7 thân này. 7 8 thân, 6 7 thân gì đó. Và tiếp theo đây ạ, cái chậu này thì có thêm một cái cây kiều vào đây nữa này, ở giữa này. Đấy, chậu này thì em bán 550.000. Đây. Đây là chậu số 6. À, số 6 này. Và em có một cây nguyên bản bóc tại rừng về hàng lá xếp đây. Cây này em bán 360.000. Đây ạ. Đây là lá xếp cổ rụt hoa phân nhánh nhá. Đây ạ. Lá xếp cổ rụt hoa phân nhánh rất là xinh. Và em có một cây trồn thuần duy nhất của trong vườn gia đình em đây ạ. Em đã bán giao lưu với mọi người đây. Đó thì em bán 450.000 cái cây trồn to này. Hoa của nó dài hơn, đẹp hơn và rễ của nó đây ạ. Đó. Và tiếp theo đây ạ. Đây chính là hai chậu hài dâu của gia đình em, bán mỗi chậu là 250.000. Em bán mỗi chậu là 250.000 nhá. Hài dâu hoa nở rất là lâu luôn ạ, nở được khoảng tầm 2 tháng rồi. Và tiếp theo em có hai chậu hoàng lạp, đây là chậu số 1 và chậu số 2 này. Đối với chậu số 1 thì em bán là 200.000 một cân. À nhầm. Một giò hai giò này, mỗi chậu mỗi giò là 200 ạ. Đây. Và phần cuối cùng thì em sẽ giao lưu với mọi người về những cái hàng kg này. Đầu tiên là về dáng hương cẩm báo. Thì ngày hôm nay em giảm giá là 280.000 một cân đấy ạ. 280.000 một cân dáng hương cẩm báo, hoa rất là thơm và để được rất là lâu đấy ạ. Đó. Và tiếp theo bên trong này đây thì chính là hoàng lạp, em có khoảng tầm 6 cân nữa em bán nốt là 140.000 một cân. 140.000 một cân này. Sơn thủy tiên là 200.000 một cân, sơn thủy tiên đấy ạ. Và chuỗi ngọc ngày hôm nay thì có khoảng tầm 2 cân nữa em bán 220.000 một cân, 220.000 một cân này. Và hạc vị bắc ở trong này đây là em bán giao lưu với mọi người là 180.000 một cân hạc vị bắc này. Và bên đây là hoàng phi hạc, em có cả hàng thuần đấy ạ. Thì hoàng phi hạc viên phiên ngày hôm nay em giảm giá 180.000 một cân hoàng phi hạc này. Trồn cẩm báo bé thì em bán giao lưu với mọi người là 200.000 một cân cẩm báo bé. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là cái dòng đây là dáng hương tam bảo sắc, em bán phiên ngày hôm nay giao lưu với mọi người là 200.000 một cân dáng hương tam bảo sắc, loài hoa lan duy nhất của dòng dáng hương có 3 màu là màu vàng này, màu trắng và màu tím ạ. Đó. Và bên này đây chính là hồng hoàng, địa lan hồng hoàng, em giao lưu với mọi người với giá là 170.000 một cân. 170.000 một cân địa lan hồng hoàng nhá. Hoa của nó hơi giống với hoa của Trần Mộng. Và tiếp theo đây chính là dáng hương đuôi cáo, hàng cũng đẹp này, em bán 150.000 một cân dáng hương cẩm báo này. 150.000. Và tiếp theo em có cái dề sơn thủy tiên này. Có cái dề sơn thủy tiên này hôm qua là có một anh lấy nhưng mà em cũng không nhớ tên nữa. Nên là em không thể tìm ra được cái bạn đấy bởi vì có rất là nhiều cuộc gọi ấy, nên là em hình như em không lưu mà hay là lưu em để đâu ấy, nên là em sẽ bán lại là cái giò cái dề này. Em bán là 250 này. Sơn thủy tiên nhá. Những cái này thì nó sẽ nuôi những cái thân già rất là thân tơ rất là tốt đây. Có khá là nhiều thân tơ đấy ạ. Đó. Em bán cái dề này là 250 dành cho cô chú anh chị nào yêu thích này. Và ở đây em có kiềm thái đây này, kiềm thái sổ số nhá. Bình thường hoa của nó sẽ là hoa màu vàng và hoa lưỡi đỏ. Còn nếu mà cô chú anh chị sổ ra hoa màu vàng hết thì chắc là chúng ta hàng đồn biến đấy ạ. Hàng đồn biến bây giờ giá rất là cao. Tuy nhiên rằng là cái thị trường kiềm ấy nó đang đi lên rất là nhanh. Và cái dòng này thì khi chúng ta trồng ấy nó đẻ rất là nhanh. Nên là khi mà chúng ta có một chậu kiềm ở trong gia đình chúng ta ấy, giống như có một con lợn nái luôn ạ. Nó sẽ đẻ rất là nhanh luôn. Đó.
cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin cho em hoặc là gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại Việt Thị Vina là 0848 626 228, hoặc là số điện thoại Việt Theo là 0965 495 087 nhé. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và xem trước ở chữ Facebook của em ạ, hoặc là kết bạn Zalo với em theo số điện thoại 0965 495 087 để em có thể gửi những cái mặt bông cho cả gia đình mình cùng xem, cùng sưu tầm ạ. Và nếu cô chú anh chị nào yêu thích hoa lan, đam mê hoa lan thì chúng ta hãy kết bạn với nhau ạ. Em thì em ở trên Cao Bằng ạ. Và cái công việc chính của em là chuyên cung cấp các giống hoa lan rừng. Và ngày hôm nay bởi vì là trên chỗ em thì dân người ta thì cũng đang gặt rất là nhiều ạ. Và trời thì cứ mưa rất là nhiều nên là gia đình em thì hàng kg thì không có nhiều. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.